Hai các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái cách làm giá đơn giản bằng hộp sữa. Thì chỉ với nguyên liệu rất là dễ tìm, đó là 100g đậu xanh nguyên vỏ cùng với hộp sữa, các bạn sẽ có giá ăn mỗi ngày trong những ngày này mà không cần phải đi ra ngoài hay đến chợ Việt Nam để tìm mua. So với những cái cách làm giá khác rất là phức tạp, nào là cần khăn giấy rồi xếp tầng tầng lớp lớp, rồi cần khăn lông để ủ lên, thì cái cách làm giá với hộp sữa này mình phải nói là siêu đơn giản, siêu dễ dàng và lại rất là hiệu quả. Thì nếu nhà bạn nào có con nhỏ giống như mình, thì sau khi các con uống hết cái bình sữa này, mình đem rửa thật là sạch và để ráo và chờ cái ngày để sử dụng để làm giá. Còn nếu mà trường hợp nhà các bạn không có cái hộp sữa nhỏ đó, các bạn có thể sử dụng cái bình sữa như thế này mà mình tin rằng nhà nào cũng có. Thì với cái bình này các bạn có thể gấp đôi cái lượng đậu xanh lên để mà làm giá vừa với cái bình như thế này. Và cái bước đầu tiên là các bạn lấy 100g đậu xanh, các bạn đi vo cũng như rửa cho thật sạch và lựa những cái hộp lép cũng như hộp bể cho ra ngoài. Sau đó các bạn ngâm cái hộp đậu xanh này qua đêm hoặc là khoảng 8 tiếng. Ngâm làm sao, các bạn canh làm sao cho cái hộp đậu xanh nó chỉ hơi nứt ra thôi chứ nó chưa có hẳn là nảy mầm. Sau đó các bạn sẽ đổ qua cái rổ ráo. Và sau đó với cái hộp sữa nó mình đang sử dụng đó, cái phần nắp nó hơi nhỏ, thành ra mình sử dụng cái quặng để trên rồi, và sau đó mình cho hết 100g đậu xanh vào cái hộp sữa này. Và bây giờ mình đậy nắp lại và đem cất vào trong tủ, tủ mà của gian bếp á, nơi mà tối nhất á. Đó chỉ đơn giản vậy thôi, rồi mình đóng cửa lại. Và 6 tiếng sau mình lấy cái hộp đậu xanh ra, mình cho nước vào ngập cái lượng đậu xanh và mình đậy lại, mình để lại chỗ cũ và mình ngâm đậu xanh trong nước khoảng tầm 20 đến 25 phút. Và có một điều các bạn nên lưu ý là trong thời gian các bạn ngâm đậu xanh trong nước từ 20 đến 25 phút, các bạn vẫn phải đậy cái nắp của cái hộp sữa lại, cũng như đưa cái hộp sữa quay lại cái chỗ cũ mà các bạn để cái hộp sữa trong 6 tiếng qua, tức là cái nơi mà bóng tối, cũng như cái nơi mà trong tủ các bạn đóng cửa lại cho bóng tối hoàn toàn, chứ không phải trong thời gian ngâm đậu xanh các bạn để mở nắp hoặc là để bên ngoài cho ánh sáng nó vào, thì không phải như vậy đâu nha. Và sau lần đầu ngâm hạt đậu trong nước 20 phút, các bạn lấy cái hộp sữa ra và dùng con dao cắt cái phần gốc của hộp sữa giống như các bạn thấy trong video mình làm đó. Sau đó các bạn nghiêng cái hộp sữa xuống và cho nước chảy ra theo cái gốc mà các bạn vừa cắt. Thì với cái gốc cắt này thì lần đầu các bạn chỉ cắt nó nhỏ vậy thôi. Rồi qua ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 thì các bạn có thể lấy dao cắt nó to hơn một chút cho nước nó chảy ra nhiều hơn. Bởi vì lần đầu mình cắt nhỏ, bởi vì lúc này cái hộp đậu nó vẫn còn nhỏ. Nếu mà mình cắt lớn, mình đổ nước ra thì có thể hạt đậu nó sẽ chảy ra ngoài luôn. Thành ra cái gốc cắt này các bạn sẽ, mỗi ngày các bạn sẽ cắt nó lớn hơn một chút để đổ nước ra nó được dễ dàng hơn nha. Và khi đổ hết ráo nước hoàn toàn, các bạn cho cái hộp quay lại chỗ cũ và để đó thêm 6 tiếng nữa. Và sau 6 tiếng, các bạn lấy hộp đậu ra ngoài và lặp lại quá trình tuần tự như nãy giờ mình đã làm, tức là mở nắp ra, đổ nước vào ngập đậu, rồi đưa vào cái tủ nơi mà bóng tối cho đậu đứng đó ngâm trong nước từ 20 đến 25 phút. Sau đó lấy ra ngoài, đổ nước, chắc nước ra ngoài hết cho đậu ráo và đưa đậu trở lại cái nơi vị trí đứng mà có bóng tối cho đến 6 tiếng sau. Nói chung với công thức làm giá từ 100g đậu thì các bạn sẽ ngâm đậu 4 lần một ngày. Mỗi lần ngâm đậu là từ 20 đến 25 phút và các bạn sẽ làm như thế liên tục trong 4 ngày. Và mỗi ngày 4 lần ngâm nước, tức là cách 6 tiếng các bạn ngâm nước cho đậu một lần.
Và sau 4 ngày các bạn sẽ có thành quả là những cọng giá mập mạp, trắng trẻo, giòn và rất là ngon. Có một lưu ý mình xin nhắc lại với các bạn, đó là trong quá trình làm giá, tức là trong quá trình ủ đậu và ngâm đậu, các bạn phải hoàn toàn để cái hộp đậu vào trong bóng tối, không có được để ở ngoài ánh sáng. Còn nếu mà cái chỗ các bạn ủ đậu các bạn cảm thấy nó không có được tối cho lắm, các bạn có thể lấy một cái bao ni lông màu đen hoặc một cái áo, một cái khăn gì đó, các bạn trùm lên cái hộp đậu cho chắc ăn. Vì đậu xanh nó rất là kỵ ánh sáng, nếu mà có ánh sáng vô nhiều quá thì thành phẩm giá của các bạn sẽ bị đắng, cũng như cọng giá sẽ ốm cao và nở ra hai cái lá mầm. Và bình thường với lượng 100g đậu xanh nguyên vỏ thì sau 4 ngày á, cái đậu xanh sẽ trở thành giá và nó sẽ đầy hộp. Còn nếu trường hợp mà các bạn ngâm y chang như công thức này mà đến 4 ngày các bạn thay nước, các bạn mở nắp ra các bạn xem thì giá nó vẫn chưa đầy hộp, thì các bạn có thể ngâm cũng như ủ đậu thêm nửa ngày hoặc một ngày nữa cho đến khi giá nó đầy hộp, thì lúc đó các bạn có thể cắt hộp ra và ăn giá. Và đây là thành phẩm giá sau 4 ngày mình ủ cũng như là ngâm đậu. Thì khi mà các bạn làm 100g đậu và sau khi thành phẩm là giá như thế này, thì tùy vào cái lượng người trong gia đình của các bạn có thể làm thêm liền sau đó, hoặc là mình canh cái nhà mình ăn giá như thế nào thì các bạn sẽ tự biết mà cân bằng cũng như làm cái mẻ giá tiếp theo, để cho trong nhà của mình lúc nào cũng có giá trong tủ lạnh và giá lúc nào cũng sẵn sàng để khi mình cần ăn thì có ngay lập tức. Và sau khi mình lấy thành phẩm giá từ hộp sữa ra, mình sẽ cho vào bao ni lông mà mình đã lót sẵn cái khăn giấy ở dưới. Sau đó mình cột lại và đem cất vào tủ lạnh, chứ mình không có rửa giá vào cái thời điểm đó. Và khi nào mà mình ăn giá, mình cần giá, mình sẽ lấy cái lượng giá mình đủ ăn, mình lấy ra và mình rửa và sau đó mình ăn. Thì với cách này mình có thể trữ cũng như giữ giá tươi được lâu hơn ở trong nhà của mình. Còn khi mà các bạn cắt cái hộp sữa ra và các bạn thấy giá của các bạn, cái phần đầu nó có màu hồng hoặc màu tím, tức là trong quá trình làm giá các bạn đã ngâm cái đậu xanh trong nước quá lâu. Đó, các bạn nhìn nè, đây là cái thành phẩm mà thời gian vừa qua mình bận làm vườn quá, mình quên. Mình ngâm nước xong mình đi làm kia, tới hồi mình nhớ ra là mình đã ngâm cái hộp đậu này hơn 1 tiếng đồng hồ. Mà trong 4 ngày mà mình quên, hình như cái đợt này mình quên hình như 3 lần, mà mỗi lần từ 1 tiếng, 2 tiếng trở lên không. Thành ra sau 4 ngày cái thành phẩm giá nó sẽ ra, nó bị màu hồng cũng như màu tím ở trên cái đầu. Mặc dù nó xấu xí như vậy nhưng mà mình ăn vẫn được, chỉ là nó xấu mà thôi. Thì nhân tiện đây mình chia sẻ với các bạn là để các bạn không khỏi thắc mắc là khi mà các bạn làm giá mà cái đầu giá nó không phải màu vàng mà nó màu hồng, màu tím, là do mình ngâm đậu trong nước quá lâu hoặc là mình quên. Giống như là trường hợp của mình, mình ngâm xong mình đi làm này làm kia, 2 tiếng đồng hồ sau mình mới nhớ và mình cho nước ra ngoài, thì thành phẩm giá nó sẽ có màu hồng hoặc là màu tím. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Mến chúc các bạn có được một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Nếu bạn nào thích video của mình, xin hãy nhấn nút đăng ký cũng như nút like để ủng hộ cho kênh của mình nữa nha.